Mưa lớn làm sập tốc mái 79 căn nhà tại Tiền Giang. Cơn mưa lớn, lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh tại Tiền Giang đã làm sập tốc mái 79 căn nhà, 23 cây xanh, làm chết 1.600 con gà, gây thiệt hại hơn 810 triệu đồng. Ngày 3 tháng 7, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang cho biết, cơn mưa lớn, lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh vào chiều tối mùng 2 tháng 7 đã làm sập tốc mái 79 căn nhà, 23 cây xanh. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ vào lúc 16 giờ mùng 2 tháng 7 trên địa bàn các huyện Chợ Gạo và Gò Công Tây đã làm sập một căn nhà tốc mái 78 căn nhà, ngã đổ ba trụ điện hạ thế. Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra dông lốc, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh làm sập tốc mái 63 căn nhà của người dân. Đến sáng mùng 3 tháng 7, thì lực lượng công an quân sự vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả. Chief of Office and Steering Committee for the National Prevention, Control and Search and the Rescue of Tiền Giang Province, Sát sát the heavy rain, tornado and strong wind on the evening of July 2, collapse and tore of the roof and seven nine house, 23 kill of chicken, causing damage of more than the rain satellite for the more than a house at the 4 p.m. on the July 2 in Chợ Gạo and Gò Công Tây district, collapse on house, blew off the roof, clock down tree and power lead, 23 7 chicken coop and kill 106,000 chicken. Cũng theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, tính từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 cơn lốc xoáy quét qua các huyện Cai Lậy, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Gò Công Đông và thị xã Cai Lậy, gây thiệt hại 126 căn nhà, 8 căn, tốc mái 118 căn, làm chết 16.000 con gà, ước tính thiệt hại là 2,7 tỷ đồng.